cái món thịt đông là món của người Bắc. Bao giờ đến Tết thì cổ truyền thì cũng nhà nào cũng phải có một nồi thịt đông. Thì lúc nhỏ là bố mình hay làm, nhưng mà từ khi mình đi ra nước ngoài đến giờ thì mình cũng thỉnh thoảng cũng mới nấu một lần thôi, chứ không phải là nấu liên tục mọi người ạ. Thì là năm nay thì mình làm một cái video, mình quay lại cái cách nấu cho mọi người xem. Mọi người ơi, mình đã cho dầu vào rồi, bây giờ mình cho hành vào nhé. Mình đảo cái hành vào nó thơm đi sau này. Mình sẽ đổ cái thịt vào nha, bữa nay mình nấu nhiều thì nó đây mọi người ơi, mình đã múc ra đây rồi đây mọi người, mình múc vào từng cái khay một nhá. Đấy. Xong rồi mình bỏ vào trong ngăn mát, đến mai nó sẽ đông lại. Mọi người ơi, mình đã nấu xong nồi thịt đông rồi đó mọi người. Đấy mọi người nhìn thấy nó trong veo luôn này. Đấy. Đấy. Như nó không đổ luôn đấy. Trong vắt luôn mọi người. Đấy. Đấy. Mình làm hai khay. Mình nhìn thấy hấp dẫn chưa? Ăn với dưa chua mọi người ạ, nhưng mà hôm nay mình không có dưa, không múi được dưa tại mấy hôm nay cũng bận đi làm ấy, có không múi được dưa, nhưng mà mình ăn thì thường thường là mình ăn chấm với nước mắm, ăn với cơm trắng, thì mời mọi người hãy cùng ăn với mình nhé. Thì mình thử cái miếng. Nó không béo lắm mọi người, nó mình ninh nó ra bớt cái mỡ rồi ăn nó thơm thơm, và cái hương vị này là ăn thì nhớ đến Tết rồi.
cái nấm bèo này thì mình cho sau á, nên thì ăn nó cũng giòn mọi người. Đó. Nó giòn mà nó mắm muối vừa mọi người. Mình mua cái đùi trước các mẹ ơi, nên nó cũng có cả mỡ quá nạc. Đó. Chấm với nước mắm mẹ ơi, nhìn thấy đã chưa? Này mà có một chút dưa chua nữa thì đúng rồi. Ngon luôn. Mỗi năm đến gần Tết này mình nhớ nhà lắm mọi người. Bên này thì người ta ăn Tết Tây thôi, Tết ta thì như mình thì mình cũng phải đi làm á, không có Tết nhiều, mình chỉ như thế là bó hoa bánh chưng hay là một tí thịt đông để nhớ về quê hương thôi, chứ còn cũng không có Tết. Cũng có một số người người ta làm hãng á mọi người, thì người ta lấy ngày nghỉ để người ta ăn Tết thôi. Còn như mình đi làm nhà hàng hay là đi làm các công việc khác thì người ta chỉ nghỉ Tết Tây, chứ còn Tết Tết Việt Nam, Tết cổ truyền mình thì cũng không được nghỉ. Ăn này cũng tốn cơm lắm mọi người ạ. Cứ mình nấu nhiều xong cứ mỗi bữa mình xúc ra một ít, xong rồi lấy nước mắm chấm ăn cơm thấy không ngon. Mình thì mình không cho cái tiêu hạt to, mình cho cái tiêu hạt nhỏ, và cái tiêu hạt to nhiều khi ăn cái nó cứ lẩm khẩm ấy, nên là cái răng của mình yếu nên mình cũng không có cho cái hạt tiêu đấy, nhưng cái hạt tiêu đấy cũng thơm mọi người. Cái này mình cho cái hạt tiêu xay ra rồi ấy. Thật ra gặm thì nó ngon cũng ngon chứ. Cái này là của người Bắc, nhưng mà bây giờ thì người Nam mà thỉnh thoảng cũng có người ta nấu rồi mọi người ạ. Và cái chính này là của dân Bắc. Này nhiều lắm mọi người. Ui dồi ôi. Ngon quá là ngon. Này là gợi nhớ tuổi thơ. Ngày xưa ở nhà được ăn nhiều. Mình nấu bằng cái má lợn đó mọi người. Ăn nó không là bị ngán đấy. Nhà mình có ít người nên mình cũng không có làm gói bánh mọi người ạ. Nguồn cái thôi, mà có mình ăn thôi. Cháu chắc thì nó ở với bà nội, là chồng mình thì cũng không ham cái gạo nếp, nhưng có mình ăn thì mình mua một cái.
Còn cái món thịt đông này là của... Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để cho mình có thêm động lực ra nhiều video mới nhé. Và một lần nữa mình không quên chúc mọi người chuẩn bị đón một cái Tết an lành và hạnh phúc nhé. Bye bye.